4, 5 bộ chiếc ra. Tôi tại sao ông lại ở đây? Tại sao ông tìm thấy tôi? Nghe Dượng nói, Dượng nói đi tìm con rất nhiều nơi, và người ta nói con làm việc ở đây nên Dượng mới đến đây để tìm. Ông tìm tôi làm gì? Nghe lời Dượng đi, đi về nhà đi con, đừng làm ở những nơi này nữa nhá. Ông tính làm gì tôi? Nghe lời Dượng đi, cho Dượng làm thì Dượng sẽ thương, hiểu chưa? Ông bỏ ra, ông làm như thế này không cảm thấy có lỗi với mẹ tôi hả? Có lỗi không? Thì tao nói luôn cho mày biết này, nếu không có tao ấy thì giờ này mẹ con mày còn đang vất vưởng ngoài đường đấy, mày hiểu không? Rồi, nghe lời, ngoan chiều Dượng đi thì Dượng sẽ tha cho, cho mẹ con một cuộc sống khác nha. Ông ơi, tha cho tôi đi, tha cho tôi. Tao nói lại lần cuối, nếu mà mày không nghe lời ấy, tao sẽ tống cổ mày ra khỏi cái nhà này và sẽ hành hạ mẹ mày đến chết đấy. Mày nghe nói chưa? Thật sự, lần trước xảy ra chuyện đấy là một phút giây bồng bột của Dượng. Dượng không kìm lòng được nên chuyện đó mới xảy ra. Hãy tha lỗi cho Dượng. Dượng xin lỗi con thật lòng. Còn bây giờ, hãy về nhà với Dượng nhá. Không, nhỡ lúc tôi quay về, sao ông lại làm ba cái chuyện thất đức ấy thêm một lần nữa thì sao? Dượng xin thề, Dượng xin thề với con và trước vong linh của mẹ con, không bao giờ có chuyện đấy xảy ra một lần nữa. Con phải tin Dượng. Với lại, Dượng muốn con quay về ngôi nhà đấy vì nơi đó có nhiều kỷ niệm của con và mẹ con. Hãy về nhà với Dượng nhá. Ông phải hứa tôi không bao giờ lặp lại hành động đó thêm một lần nào nữa. Dượng hứa, Dượng đã thề rồi, không bao giờ có chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Thôi, đi theo Dượng về nhá. Ông đi trước đi. Dượng chờ con ở ngoài. Con uống nữa đi. Thật ra ấy, từ lúc mẹ con mất, Dượng có đi tìm con nhưng không gặp. Thôi, hôm nay đã về đây rồi thì từ bây giờ không phải đi làm cái ngành hay làm tiếp viên nữa nhé. Dượng sẽ lo cho con. Tôi mong ông sẽ làm được những gì ông nói. Ông sẽ không bao giờ động chạm đến tôi. Tôi đồng ý về đây sống với ông cũng chỉ vì muốn tìm hơi ấm ngày xưa mẹ tôi đã từng ở đây trước khi mất. Thôi được rồi, Dượng hứa với con, Dượng sẽ không bao giờ động chạm đến người con nữa. Thật ra lúc trước Dượng có hơi sai lầm, mà thôi, con mới về ấy, mệt thì đi vào phòng nghỉ đi. Phòng của con ấy, Dượng dọn cho con rồi đấy. À, con mới về chắc cũng không có tiền đâu, cầm tạm lấy một ít. Tôi cảm ơn. Mày cũng làm đứa con gái ham tiền.
sớm muộn mày cũng sẽ thuộc về tao, giống con mẹ mày thôi. Này, uống nước đi, đừng buồn nữa nhá. Có gì mày giúp tao vậy nhá. Ta biết rồi. Chào bác ạ. Ai đây hả Thu? Dượng ơi, đây là bạn của con. Nó mới thất tình, nó đang buồn quá. Con sợ nó ở nhà, nó lại làm cái chuyện gì dại dột. Hay là Dượng có thể để bạn con đến đây ở với con được không? Không sao, bạn con như bạn Dượng thôi mà. Con cứ cho bạn ở tạm đây cũng được. Cháu cảm ơn bác ạ. Thế thì tốt rồi, bây giờ đây, để xuống đây đi. Vào trong phòng, tao dẫn mày đi cất đồ nhá. Con xin phép ạ. Lại thêm một con mồi nữa tự động dâng xác bên đây là chúng mày ép tao đấy, chứ không phải tại tao đâu nhé. Con đang làm gì để bác giúp cho? Bác làm cái gì đấy ạ? Bác lấy rổ cam định bổ cho con thôi mà. Vâng ạ. Cháu có phải là đợt trước làm cùng quán karaoke với cả Thu đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà đợt này cháu nghỉ rồi ạ. Chắc là thất tình chán nên không đi làm nữa đúng không? Mà không đi làm chắc không có tiền tiêu đâu. Đây, bác cho con 1 triệu, cầm lấy mà tiêu. Cháu không dám nhận đâu ạ. Cầm lấy. Quyền, cầm lấy. Cháu cảm ơn bác ạ. Mà anh ăn cam. Bác ăn cam em gọt ạ. Em cứ gọt cam đi. Vâng ạ. Để bác cùng gọt cam với em nhé. Con nó làm sao đấy? Dượng nói thật với con, từ lúc Dượng đưa con từ quán karaoke về đây, Dượng vẫn còn yêu con lắm. Thôi, chiều Dượng đi, nhá. Này mà, ông ấy tính là bằng chồng của bạn đúng không? Ngoan, chiều Dượng đi thì Dượng cho tiền, nhá. Ông tương lai hành động tương lai của ông được rồi đấy. Các người là ai? Tắt ngay cái điện thoại đi! Ông đúng là cái đồ khốn nạn mà! Ông bất ngờ lắm ạ. Từ cái ngày gặp lại ông ở quán karaoke, tôi đã nghĩ tôi cần phải làm gì. Bây giờ thì tôi biết rồi. Ông làm việc với luật sư của tôi đi. Để tôi nói cho ông biết, tôi là luật sư của cô Thu và luật sư của cô Chi đây. Tôi đã nhận được đơn kiện của cô Chi về tội hãm hiếp của ông. Mà ông nên nhớ, cô Chi chưa đủ 16 tuổi. Chúng tôi đã làm tất cả các xét nghiệm và kết quả đều khiến ông bất lợi. Và với video vừa rồi, chúng tôi lại càng củng cố thêm bằng chứng. Ông có hai sự lựa chọn. Một là ông nhượng lại quyền thừa kế ngôi nhà này cho cô Thu. Hai là ông phải đi tù và không thấy ngày về đâu. Hóa ra là các người bẫy tôi à? Ông nghĩ ai có thể lừa được ông?
Nếu như cái thú tính trong con người ông không trỗi dậy, ông chỉ việc ký vào đây là xong. Ông nên nhớ, ở trong tù tội hiếp dâm, người ta sẽ đối xử với đàn ông như thế nào. Thế có phải là nhanh không? Khốn nạn! Những cái gì mà ông nợ mẹ con tôi lấy lại hết rồi. Từ giờ chúng ta không ai nợ ai nữa cả. Con thu của bây giờ không giống con thu của ngày xưa đâu. Mày! Hết rồi.